Nào, các đồng chí, khẩn trương lên, khẩn trương lên. Chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp cần phải làm rồi. Để mình xem thử đã. À, đây là các bạn ơi, chiếc cano của tụi mình nè. Rồi, và trước khi tiếp tục video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mấy anh trai ơi, mấy anh trai, tháo dây buộc ra đi mấy anh trai. Tụi em có nhiệm vụ cần phải làm. Ủa, mấy anh trai tháo dây buộc ra chưa? Hình như rồi các bạn ơi. Rồi các đồng chí, lên cano thôi. Có một nhóm cướp biển đang tấn công một cái giàn khoan dầu gần ở đây hả các bạn? Bây giờ mình sẽ đến đó để mình hỗ trợ mọi người nha. Nào đồng chí, lên cano nhanh lên. Nào đồng chí, lên cano nhanh lên đồng chí ơi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Mới ngày đầu làm việc mà đã có nhiệm vụ khẩn cấp rồi các bạn ơi. À, mình thấy rồi. Cái giàn khoan dầu ngay phía trước mặt mình luôn ha. Ok, để mình chạy đến đó mình xem thử đã. Nhóm cướp biển này manh động thật sự luôn. Đã có cảnh sát biển Việt Nam đến đây. Hòn đảo này hình như có kho báu này các bạn. Để mình chạy quanh thử một vòng ha. Ui, nào. À mà thôi các bạn ơi, nhiệm vụ giúp đỡ mọi người vẫn quan trọng hơn nha. Tự dân chạy đến hòn đảo này, mình thấy ký hiệu kho báu mình thích ghê luôn các bạn. Định nán là chút xíu đi săn kho báu ha. Nhưng mà thôi các bạn ơi, giúp đỡ mọi người vẫn là quan trọng hơn nha. Nào, cố gắng lên. Mình thấy rồi các bạn, giàn khoan dầu kìa. Chỗ này thì sóng biển nó khá là đều luôn các bạn ơi. Cho nên là mình vượt sóng dễ nha. Mình chạy ra càng xa thì sóng biển nó sẽ càng lớn ha. Đó các bạn, mỗi lần mình từng lên cái một á, muốn dập mặt luôn ha. Đây. Ra sao là sóng biển như vậy nè các bạn, nó to lắm nha. Còn gần bờ á thì sóng nó êm hơn, chạy nó ổn định hơn ha. Đi ra ngoài đây chạy cái chiếc cano của mình á, nó cứ lắc tới lắc lui liên tục luôn. Ồ, đấy rồi các bạn ơi. À không phải các bạn, đây chính là chiếc cano của mấy anh trai làm gì ở giàn khoan dầu nha. Mình thấy ở đằng kia có một con thuyền của mấy tên cướp biển kìa. Đó. Mình thấy rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bật cái flycam lên để mình kiểm tra nha. Đây các bạn, con tàu này chính là con tàu của mấy thanh niên cướp biển nè. Có cả ký hiệu luôn hả? Hơi bị ghê đó nha. À, mình thấy rồi các bạn, mấy tên cướp biển đây rồi. Nhưng mà khoan các bạn ơi, theo như nhiệm vụ mà mình nhận được thì những tên cướp biển này đông lắm, chứ không phải là chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tên này thôi nha. Còn nữa các bạn ơi. Ok, bãi đáp trực thăng thì không có bất kỳ chiếc trực thăng nào hết nha. Phía đằng đây, đây các bạn và khoan dầu nè. Mình thấy rồi các bạn, ở dưới đây cũng có một nhóm cướp biển nữa nè. Ồ, hơi bị đông đó nha. Rồi, flycam bay lên phía trên đây. Ồ, mình thấy rồi các bạn, mình biết ngay mà, nhóm cướp biển này tập trung đâu lắm các bạn ơi. Ở đằng đây hình như là nhóm con tin bị bắt cóc rồi các bạn. À không, chuẩn bị bắt cóc ha. Bây giờ mình sẽ lên đây và mình sẽ giải cứu nhóm con tin này nha. Nhóm cướp biển này manh động thực sự luôn. Ok, nhưng mà không sao các bạn, đã có cảnh sát biển Việt Nam đến đây. Để mình xem thử cái bãi. Ồ, không có bãi cho mình đậu à. Phải có chỗ nào chắc chắn cho mình đậu rồi sau đó mình sẽ đi cầu thang đi lên nha các bạn. Ở phía đằng đó thì không được đâu, nhóm cướp biển đó sẽ phát hiện ra tụi mình mất. Rồi, để mình qua phía bên đây để mình kiểm tra nè các bạn ơi. Hình như là chỉ có một vài đường cho mình đi lên thôi à. Rồi, tạm thời bây giờ thì mình sẽ đậu chiếc cano của mình ngay chỗ này nha các bạn. Chỗ này thì sẽ khuất tầm nhìn của mấy tên cướp biển nè. Rồi, nào. Các đồng chí, chuẩn bị sẵn sàng hết chưa? Lấy vũ khí ra. Nếu như mà mấy tên cướp biển này manh động thì mình sẽ sử dụng vũ khí nha các bạn. Nào, ui cái gì vậy? Sao bay lên bay xuống rồi rốt cuộc vẫn bị kẹt là sao? Ồ, chán ghê luôn đó. Nào, mấy cái thùng container này. Mình có thể đi lên bằng đường phía bên đây được nha các bạn. Nào các đồng chí, nhớ bơi sát theo mình nha. Dùng biển này cũng khá là nguy hiểm đó các bạn. Cá mập nhiều dữ lắm luôn đó. Rồi, trèo lên. Các đồng chí, trèo đây với mình nè. Để mình xem thử đây các bạn ơi. Đây là mấy chiếc thuyền cứu sinh trong trường hợp khẩn cấp này các bạn.
Rồi qua phía bên này có đường đi không ta? À đây là các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đấu võ trực tiếp với các bạn. Mình mà gặp tên cướp biển nào đứng ngang ở đây thì mình sẽ đấu võ nha. Ô cái gì vậy? Nào 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 nào. Ồ, cái giàn khoan dầu này đường đi của nó sao mà rối dữ vậy ta? Nhiều đường đi lắm các bạn ơi. Mình đi mà mình không chú ý quan sát á thì mình dễ bị rơi xuống biển lắm nha. Rồi phía trên đây. À ha, mình tưởng là đường cùng chứ. Rồi lên phía trên đây nữa. Nào 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 nào. Ủa không được hả ta? Hơi bị căng này các bạn ơi. Đường đi nó cứ ngoằn ngoèo tùm lum tùm la. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi các bạn. Lần chạm trán trực tiếp với tên cái biển đầu tiên. Rồi đánh nè, đánh nè, đánh nè, đánh nè. Đó các bạn, không cho tên cái biển này ngồi dậy luôn. Ui mấy tên cướp biển này đã phát hiện ra mình rồi. Này nha, cố tình chống đối nè, vậy thì sẽ cho ăn cạo đồng. Này thì cướp biển hả? Ở đâu nữa ta, ở đâu nữa ta, ở đâu nữa ta? Nào các đồng chí, cố lên, cố lên, cố lên các đồng chí ơi. Lên đây giúp đỡ con tin này các đồng chí. Để mình chạy lên đây mình xem thử đã các bạn ơi. Nào 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 nào, cướp biển ló mặt ra đây, lẽ sọt liền luôn. Rồi, ló mặt ra đây, là hết sọt liền luôn. Mình sẽ cố gắng bắn làm sao không trúng con tin với các bạn. Ui mình vừa đưa đầu lên mình nhìn thì mình thấy một nhóm cướp biển này khá là đông luôn các bạn. Rồi chỗ này á có mấy thanh sắt nó sẽ hỗ trợ cho mình nha các bạn. Ôi tụi cướp biển kia thông minh như không các bạn, đứng ngay chỗ mấy con tin để né kìa. Này thì né với mình hả? Tài thiện xạ của mình hơi bị ghê đó. Nào 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 các đồng chí, lên đây 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 các đồng chí ơi. À hình như các đồng chí đi chung với mình đã ui chia ra hướng khác rồi các bạn ơi. Hướng ở dưới kia có một nhóm cướp biển khác nữa ha. Các đồng chí với mình đã chia sang hướng khác để hỗ trợ rồi các bạn ơi. Hướng trên đây thì một mình lo nha. Nào nào, mấy tên cướp biển này có khẩu súng. Wow, khẩu súng này hơi bị đẹp rồi các bạn ơi, nhưng mà mình vẫn thích sử dụng AK hơn. Đâu rồi? Nào mọi người cứ yên tâm đi, mọi người đã được an toàn rồi. Có cảnh sát biển Việt Nam ở đây thì mấy tên cướp biển này không dám làm loạn đâu. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gọi điện cho đội cứu thương đến đây để giúp đỡ mọi người ha. Sẽ có từ 5 đến 6 chiếc trực thăng bay đến đây để hỗ trợ đưa mọi người về đất liền cho các bạn. Nào các đồng chí, ở đằng kia có một tên đang đứng đó bắn mình hả? Tới công chuyện với mình luôn, tới công chuyện với mình luôn. Ui, chiếc thuyền của mình hồi nãy. Mình quên một giây các bạn ơi, cướp biển nè, cướp biển nè. Mình quên một giây nha các bạn, nó trôi ra tới ngoài kia rồi. Nhưng mà không sao đâu, chút xíu nữa sẽ có đội khác đến đây để giúp đỡ tụi mình kéo chiếc thuyền nó vào ha. Bây giờ mình sẽ cố gắng. Ui mình rơi xuống nước rồi các bạn ơi. Nào 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 nào, bây giờ mình sẽ cố gắng hạ gục mấy tên cướp biển này nha. Thôi nào mọi người cứ yên tâm đi, chúng ta cất cánh được mà. Lên máy bay thôi mọi người. Mình thấy thời tiết chuyển biến cũng đâu có xấu lắm đâu ta. Mưa to gió lớn, sấm chớp đùng hầm thôi các bạn. Nào mọi người, lên nhanh lên mọi người ơi. Ủa cái gì vậy? Ủa, không lẽ là chuyến bay này chỉ được 2 người thôi sao? Lạ dữ vậy ta. Vậy mọi người chờ chút xíu đi. Ui, cái cánh bay ủi trúng mọi người rồi. Ở ngoài đây mình thấy cũng có một chiếc máy bay này các bạn ơi. Mọi người đi theo mình nè. Nếu như chiếc đó đi được 2 người vậy thì mình nghĩ chiếc này có thể được 4 người này các bạn ơi. Anh phi công làm ơn đổi tài đi anh phi công, để mình xem thử đã các bạn ơi. Mình nhớ là chiếc máy bay hạng thương gia này đi được 4 người mà ta. Lòi đầu anh trai kia xuống cái một người các bạn, được không, được không, được không, được không? Nào 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 nào, này thì đánh nè, muốn đánh nhau đúng không, muốn đánh nhau đúng không? Đánh nhau nè, đấm nè, đấm nè, phải như vậy chứ. Rồi đấm thêm phát nữa mấy anh trai, đấm thêm phát nữa đó. Lên đi mọi người, lên đi mọi người. Ơ mình nhớ là chiếc máy bay hạng thương gia này đi được đông lắm mà ta, sao kỳ vậy? Có điều gì đó sai sai rồi các bạn ơi. Ở phía sau á chỗ trống còn khá là nhiều luôn mà. Nào mọi người, lên đi mọi người, lên đi mọi người ơi. Ủa không được hả ta? Vậy thì bây giờ để mình chạy ra đằng kia mình xem thử nha các bạn. Mọi người né sang bên, hồi nãy mới bị cái cánh quạt trúng rồi, mọi người không sợ hay sao? Ở đằng này nè các bạn ơi,
Để mình xem thử đã, mình sẽ đổi 2 hoặc 3 chuyến bay nha. Ôi lạ ghê luôn á. Sao chỉ được 2 người thôi ta? Đây các bạn ơi, có thêm một chiếc khác nữa nè. Dòng này hình như là nó có tên là dòng Z thì phải các bạn. Mình nhớ được nhiều người lắm. Đó các bạn nhìn kìa, chỗ ngồi của nó nhiều lắm luôn á. Sao mình lên được chỉ có 2 người thôi vậy? Thôi không xong rồi các bạn ơi. Mình thấy chiếc máy bay này á, nó cũng giống y chang chiếc này à. Để mình xem thử đã. Đây là dòng Luso đúng không ta? Luso rồi, ok. Để mình thử mình lấy ra một chiếc khác nha các bạn. Plane. Rồi, Luso. À, nó có hai dòng nữa các bạn ơi. Một dòng Deluxe nè. Mình nghĩ là dòng Deluxe này có thể được 4 người nha. Ui. Đúng rồi các bạn ơi. Dòng Deluxe này á nhìn nó khác xa nha. Cửa của nó khác nè các bạn. Đó, mình nghĩ là nó có thể được 4 người. Phải như vậy chứ. Dòng Deluxe này á nó sang hơn các bạn. Nào mọi người, đóng cửa lại. Phải như vậy đó. Các bạn nhìn nè, khoan hạng nhất á nó khác nha. Đây, ngồi trong đây nè các bạn, máy tính có nè, bàn làm việc có nè, mọi thứ đầy đủ luôn nha, không thiếu gì hết. Thanh niên này chính là thanh niên bảo vệ nè các bạn. Đi chung với mình thì có hai ông trùm ha. Hai ông trùm nó hơi bị ghê đó các bạn ơi. Rồi ok mọi người, thắt dây an toàn vào nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cất cánh. Hình như là mình đã lên 2 hoặc là 3 chiếc máy bay các bạn. Ồ, nhưng mà sai hướng rồi nha. Rồi, quay sang phía bên đây. Chiếc máy bay này thì nó bay phải nói khá lỏng định đó các bạn ơi. Nó dễ bẻ lái hơn là chiếc máy bay bình thường nha. Nào, lấy lên. Ui sao mà lắc dữ vậy ta. Hình như là mình bay lên càng cao thì tăng gió càng mạnh nha các bạn. Mình cần phải cẩn thận đó mới có thể ha. Nhưng mà quan tâm gì các bạn ơi. Bởi vì mình là phi công, phải gọi là phi công cụ luôn nha. Số giờ lái của mình đã lên đến 29.000 giờ lái rồi các bạn. Mấy cái phương tiện máy bay này thì làm gì nhăm nho được mình. Thời tiết này có chuyển biến xấu mấy đi chăng nữa thì mình vẫn điều khiển được thôi. Rồi để mình xem thử đã. Ôi lấy lên. Khó phân biệt được đâu là đường chân trời với đâu là mặt biển nha các bạn. Ồ mình thấy rồi các bạn ơi. Mình cần phải bay theo mấy cái sấm sét ha. Mấy cái sấm sét nó sẽ hiển thị rõ cho mình đường chân trời với lại là mặt biển nha. Đó các bạn. Nào mọi người thấy sao, an toàn chứ? Phi công tài ba mà. Ui, lấy lên cao các bạn ơi. Cứ bay chút xíu mình không để ý là chiếc máy bay của mình nó cứ bay gần mặt biển không à. Khó quan sát lắm nha. Ui, cái chuyện gì vậy? Hả? Không ổn rồi các bạn ơi. Hình như là một phần động cơ của mình đã bị sét đánh trúng rồi thì phải. Phần động cơ bên phía tay phải nha. Rồi luôn. Có nút cảnh báo rồi các bạn. Nào thanh niên bảo vệ, làm phi công phụ ngồi kế bên mình chi vậy? Hỗ trợ mình với. Để mình tìm thử đấy các bạn ơi. Hòn đảo này như vậy là không ổn rồi. Mình sẽ tìm một cái hòn đảo nào đó không có cây và nó phẳng hơn. Rồi sau đó mình sẽ đáp chiếc máy bay này xuống nha. Không ổn rồi các bạn ơi. Rõ ràng là hồi nãy mình bay thấp lắm mà ta. Vậy mà không hiểu lý do vì sao sét lại đánh trúng vào cánh bay bên phía tay phải của mình các bạn. Nào, bay cao lên. Coi chừng bị vướng ngay chỗ cái cây. Rồi ok, phần động cơ bên phía tay phải nó đã ngưng hoạt động rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ bay bằng một phần động cơ thôi, cho nên là lâu lâu nó sẽ nghiêng sang trái nè, nó nghiêng sang phải nha. Nó không có ổn định các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng tìm một cái hòn đảo nào đó gần ở đây để mình đáp xuống ha. Còn nếu như trong tình trạng mà hết nhiên liệu thì bắt buộc mình sẽ đáp xuống mặt biển nha. Nào cố lên. Hình như là ở trên radar của mình hiển thị ở phía trước mặt mình có một hòn đảo nha các bạn. Rồi. Có thể là bây giờ mình sẽ đáp xuống hòn đảo đó nha. Nào bay thấp xuống, sao mà nè như vậy. Nào cố gắng lên. Ui, sao mặt biển rồi các bạn. Nào mọi người, bám sát vào nha. Nhớ thắt dây an toàn đó mọi người. Mình hạ cánh đây. Mình vừa nhận được thêm một nhiệm vụ mới rồi các bạn. Ở cái gì vậy? Hình như là mình vừa nhặt nước các bạn ơi. Thôi mà, nước biển thôi, có gì đâu cần phải nhặt. Cái bản mod của mình lâu lâu nó hoạt động hơi lỗi các bạn. Rồi các đồng chí, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ thứ hai nha. Có một chiếc máy bay vừa gặp tai nạn ở một cái hòn đảo gần ở đây ha các bạn.
Ôi đồng chí ơi. Lên thôi đồng chí, đồng chí bơi lại phần động cơ chứ vậy. Nào 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 nào. Lên 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 lên. Lên cano thôi đồng chí ơi. Trong một ngày mà mình nhận lên đến hai nhiệm vụ nha các bạn. Rồi để mình xem thử cái hướng đi đã. Hình như nằm ở bên phía tay phải của mình nha các bạn. Và kia là giàn khoan dầu mà hồi sáng mình làm nhiệm vụ đó các bạn ơi. Nhiệm vụ đó xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ giúp đỡ mọi người thực hiện một cái nhiệm vụ khác ha. Để mình xem thử đã. Ồ, bây giờ trời tối thui à. Muốn quan sát bản đồ khó ghê luôn các bạn ơi. Để mình xem thử đã. Hình như hòn đảo đó nằm bên phía tay phải của mình, gần ở đất liền nha các bạn. Nào nào nào, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Góc nhìn thứ nhất đây các bạn ơi. Đó, 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 đó. Lái cano, góc nhìn thứ nhất nha. BOV đây các bạn. Game giả lập, lái cano. Ôi, hình như là mình bật đèn được. À đây các bạn ơi. Bật đèn được nè. À, mình quên ha. Nào, bật đèn, bật đèn, bật đèn, bật đèn. Nhưng mà hình như cái tầm quan sát của nó cũng không khả quan hơn là mấy các bạn ơi. Chỉ mở rộng thêm cho mình một góc nhỏ thôi à. Đó các bạn, mình chỉ thấy nước tạt sang hai bên thôi, chứ còn tầm nhìn phía trước của mình đó, nó vẫn khá là tăm tối nha. Ồ, hình như là ở đằng xa xa mình thấy có một con tàu lớn đang đánh cá thì phải các bạn. Đó các bạn thấy không, có nguyên một cái vệt sáng luôn đó. Ồ, các bạn nhìn như vậy thôi ha, chứ mình mà chạy đến đó đó là mất khá là nhiều thời gian nha các bạn. Nhìn thì gần thôi chứ chạy đến đó thì xa lắm. Rồi để mình xem thử đã. Ồ, hình như là mình qua lóc rồi các bạn ơi. Hình như là mình qua lóc rồi nha. Đó, chỉ cần mình chạy, mình không chú ý quan sát thôi là cái đường rẽ hướng của mình đó, nó rẽ đi hồi nào mình không hay nha các bạn. Nhìn là chạy thẳng như vậy thôi chứ mình không quan sát đó là mình rẽ hướng hồi nào mình không biết luôn á. À, mình thấy rồi các bạn ơi. Hòn đảo ngay phía trước mặt mình kìa. Được rồi, mình thấy có một luồng khói nó phát lên từ hướng đó ha. Hả? Không lẽ là chiếc máy bay đó nó đã phát nổ rồi sao? Bay đến đó hỗ trợ mọi người thôi các bạn. Để mình xem bây giờ là mấy giờ rồi. Ồ, 3 giờ 33 phút rồi nha. Cũng gần sáng rồi các bạn ơi. Để mình xem thử đã. À, mình thấy rồi các bạn. Có một chiếc máy bay kìa. Chỗ đó hình như có đèn luôn các bạn ơi, nhìn nó sáng ghê luôn ha. Ồ, chỗ này có mấy cái vệt lửa này các bạn. À, vậy là có thể là chiếc máy bay đó nó đã hạ cánh trong tình trạng khẩn cấp nha. Nào nào nào, mình sẽ cố gắng mình lái chiếc cano của mình vào sông đây chút xíu các bạn. Đó, có gì chút xíu nữa nó sẽ không bị sóng cuốn trôi ra ngoài kia nha. Đây rồi các bạn ơi, đi ra đây kiểm tra thôi. À, mà mình quên đem theo cái đèn pin nữa. Để mình trang bị thêm cho mình cái đèn pin nha các bạn. Buổi tối như vậy thì có đèn pin mình sẽ quan sát rõ hơn. Đây các bạn ơi, Flight 9 đây. Đây các bạn. Ồ, chiếc máy bay đó hạ cánh trong tình trạng khẩn cấp rồi các bạn ơi. Bị rơi bánh luôn rồi các bạn. Đây cái phần bánh của nó nè, bị cháy luôn nha. Rồi còn ở đằng đây nữa. Ồ, có nghĩa là chiếc máy bay này vừa hạ cánh xuống là hai phần bánh của nó đã tiếp đất khẩn cánh rồi các bạn. Mình nhầm, đã tiếp đất khẩn cấp chứ, và làm cho hai cái bánh này bị rơi ra ngoài nha. Ồ, vậy là chiếc máy bay này gặp tình trạng nguy hiểm lắm các bạn ơi. Để mình xem thử đã. Chỗ này lại rơi thêm một cái bánh nữa. Ồ, vậy là tính ra chiếc máy bay này bị rơi hết bánh luôn đó các bạn. Vừa hạ cánh xuống là mấy cái bánh này á, nó bị rơi ra ngoài liền luôn nha. Tiếp đất khẩn cấp này các bạn. Với lại là ở trên hòn đảo này á, đất nó không có liền nha, nó cứ gập ghềnh, nó không có phẳng các bạn. Lên xuống như vậy nè, hạ cánh khẩn cấp thì thế nào cũng bị rơi bánh thôi à. Ok, để mình chạy ở đây mình xem thử đã. Ờ, không biết có ai còn sống hay là không đây. Nào nào nào, ở phía trong đây. Ồ, ơ, hình như có một người các bạn ơi. À, anh trai ơi, anh trai. Anh trai vẫn còn sống hả? Đây các bạn ơi, mình thấy có một anh trai vẫn còn sống đấy các bạn. Anh còn ngồi chỗ này nè. Anh trai này hình như bị thương khá là nặng rồi các bạn ơi. Rời ra chiếc máy bay này không được nha. Rồi anh trai cứ ngồi yên trong đó đi. Một chút nữa em sẽ gọi để hỗ trợ đến đây giúp đỡ anh trai. Wow, mà chiếc máy bay này á, nó cũng may mắn nha các bạn. Không phanh thêm một chút nữa là có thể bị rơi xuống biển nha. Cái này là phanh vừa kịp lúc luôn nè. Cho nên á, là nó còn dừng lại ở trên cái tảng đá này ha. Chỉ cần á, mắc phanh thêm một chút thôi các bạn là nó sẽ rơi xuống dưới biển nha. Rồi anh trai ơi,
Anh trai cứ ngồi yên trong đó đi, một chút nữa sẽ có đội hỗ trợ đến đây để giúp đỡ anh trai đó các bạn. Ở trên người của mình thì mình không có mang theo mấy cái thiết bị hỗ trợ y tế ha, cho nên là mình giúp đỡ anh trai đó không được các bạn ơi. À các bạn nhìn nè, ở phía trong đây thì có một ông chú phi công nè, và 1, 2, 3, 4 vị hành khách nha các bạn. Một vị hành khách ngồi ở trên khoang cabin và 3 vị hành khách. Đây các bạn ơi, mọi người ơi, mọi người có sao không? Nhìn vào tình trạng này thì mình thấy mọi người anh trai này có vẻ nguy hiểm hơn nè các bạn, còn anh trai này có vẻ không sao nha. Rồi mọi người cứ nằm yên tại chỗ đi, bởi vì ở trên chiếc cano của mình không có đem theo đầy đủ dụng cụ hỗ trợ y tế các bạn, cho nên là mình hỗ trợ mọi người không được nha. Rồi bây giờ mình sẽ gọi đến đây 3 hoặc 4 chiếc trực thăng ha, 3-4 chiếc trực thăng hỗ trợ y tế đến đây để giúp đỡ mấy anh trai luôn các bạn. Mọi người cứ nằm yên đi, mọi người đừng cứ động nhiều nha. Đây các bạn ơi, bị thương nặng như vậy nè, cử động nhiều thì sẽ không tốt đâu. Mọi người cứ nằm yên đi, sẽ có 3 đội trực thăng hỗ trợ y tế đến đây để hỗ trợ mọi người ha. Rồi còn anh trai nữa, hình như là anh đi ra ngoài không được các bạn ơi. Có thể là anh bị gãy chân hoặc anh bị kẹt đâu đó ở trong cái khoang cabin này nha. Để mình zoom lại gần mình xem thử đã. Ồ đúng rồi các bạn ơi, hai cái chân của ảnh bị kẹt vào trong cái dàn máy luôn nè, cho nên là ảnh di chuyển ra ngoài không được nha. Đây các bạn, chỉ có 3 vị hành khách với lại là ông chú phi công này đi ra ngoài được thôi. Rồi mọi người ơi, mọi người cứ nằm yên ở đây đi, sẽ có 3 đội hỗ trợ y tế này để giúp đỡ mọi người ha. Được rồi các bạn, để mình lấy ra khẩu súng bắn phát sáng nha, khẩu súng SMS đó các bạn. Đâu rồi ta? Hồi nãy mình đi mình quên đem theo các bạn ơi. Nhiệm vụ khẩn cấp mình đi á là mình toàn quên đem theo đồ hỗ trợ không à. Đây là các bạn ơi, khẩu súng bắn ra phố sáng nè. Ok, bây giờ mình sẽ chờ một đội trực thăng đến đây, rồi sau đó mình sẽ bắn pháo vắt sáng và báo tín hiệu cho mọi người nha. Ok, và trước khi kết thúc video ngày hôm nay, các bạn hãy nhớ cho mình xin một đăng ký kênh và một like với nha. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ồ, ở đây có kho báo các bạn ơi. Kho báo ngay dưới chỗ này các bạn. Nhưng mà thôi, nhiệm vụ giúp đỡ mọi người vẫn quan trọng hơn nha. Mấy cái kho báo này thì ngày hôm sau mình sẽ đi sang kho báo ha. Rồi bắn pháo phát sáng nè. Rồi các bạn, bắn pháo phát sáng lên cao thật là cao luôn nha. Rồi 2 viên, mình sẽ bắn rõ tầm khoảng là 4-5 viên nha các bạn. Rồi 3 viên. À, đội trực thăng đang trên đường, bay đến đây để hỗ trợ mọi người các bạn ơi. Ok, phải như vậy chứ. Rồi, bắn thêm nữa nè. Rồi các bạn ơi, khá lõm luôn á. Mình bắn cao như vậy thì mọi người sẽ dễ dàng tìm được tụi mình hơn nha. Rồi, thêm một phát nữa. Ok, và một phát cuối cùng. Đó, như vậy thì mình nghĩ sẽ ổn rồi các bạn. Nào mọi người, lên cano, lên cano, lên cano thôi mọi người ơi. Mình sẽ vừa chạy cano mà mình vừa bắn nha các bạn. Rồi, hồi nãy chạy vào đây hơi sâu, bây giờ kéo ra hơi xa này các bạn ơi. Chiếc cano của mình á, mà nó vướng trên bờ như vậy á, là nó sẽ mắc cạn luôn nha. Nào mọi người, lên cano và rời khỏi các bạn ơi. Mình sẽ dẫn đường cho 2-3 đội đến đây nữa ha. Rồi, có thể là những đội khác sẽ không biết đường đến đâu đâu các bạn ơi. Mình sẽ chạy đến dàn khoang đó và mình sẽ chờ mọi người đi đến đây để giúp đỡ mọi người ở đây ha. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ kết thúc video của mình ở các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.